tôi sẽ trả lời cho các bạn những vấn đề của các bạn. Ngày 19 tháng 12 vừa qua tại hội trường Vũ Đình Liên, đoàn thanh niên phối hợp cùng với hội sinh viên khoa ngôn ngữ văn hóa Pháp đã tổ chức buổi tọa đàm giáo dục sức khỏe sinh sản và tư vấn tâm lý mang tên Safe for Future. Buổi tọa đàm có sự góp mặt của các vị khách mời là những chuyên gia tâm lý sức khỏe sinh sản đến từ các bệnh viện lớn trên địa bàn Hà Nội cùng đông đảo các bạn sinh viên. Buổi nói chuyện đã cung cấp cho các bạn sinh viên nhiều kiến thức về sức khỏe giới tính cũng như các vấn đề liên quan. Những câu hỏi, những trao đổi và tâm sự được các bác sĩ giải đáp một cách thẳng thắn và thân mật đã giúp các bạn sinh viên hiểu rõ được rất nhiều kiến thức về các biện pháp phòng tránh thai an toàn, những nguy cơ mà các bạn gặp phải khi mang thai ngoài ý muốn và những vấn đề liên quan đến tâm sinh lý. Ngày 20 tháng 12 vừa qua, vòng thi chung kết cuộc thi duyên dáng nữ sinh ngoại ngữ 2013 đã diễn ra tại hội trường Nguyễn Văn Đạo. Chính phủ ban hành quy định về Đại học Quốc gia Hà Nội. Tại vòng thi cuối cùng này, 15 thí sinh trong trang phục áo dài truyền thống và trang phục dạ hội đã khiến sân khấu trở nên thật lung linh và rực rỡ. Ngoài các phần thi trình diễn và ứng xử, khán giả còn được thưởng thức lại các bài thi tài năng được đánh giá cao trong vòng thi trước, cùng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc khác. Và cuối cùng, sau 3 tháng tranh tài hết sức hồi hộp, Đinh Thị Mai Tân đã chính thức đăng quang ngôi vị cao nhất trong cuộc thi năm nay. Chị có cảm xúc như nào khi vừa đăng quang không? Thực sự thì giờ với mình có rất nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ là sự hạnh phúc là hơn tất cả. Mình cũng có cả buồn và tiếc nuối vì thực sự bỏ với nhau hơn 3 tháng rồi. Và có lẽ qua đêm nay thì sau niềm vui ngày hôm nay thì rất khó để gặp lại các thí sinh khác. Cảm xúc của chị bây giờ thế nào? Cảm xúc vỡ òa luôn. Phải nói lần đầu tiên thì phải chia sẻ với các bạn về hoa khôi mới của chúng ta, Đinh Thị Mai Tân. Bạn hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị của mình. Một nữ sinh có thể đại diện cho gần 5.000 nữ sinh của Đại học Ngoại ngữ Đại học Quốc gia Hà Nội. Thông minh, tài sắc, vẹn toàn ạ. Hy vọng rằng không chỉ một mình Mai Tân mà tất cả các bạn sinh viên của trường chúng ta sẽ đem những hình ảnh tốt đẹp đấy, những hình ảnh tuyệt vời về sinh viên của nhà trường để mang tới với xã hội, với gia đình và với tất cả các bạn bè. Xin chân thành cảm ơn. Ngày 23 tháng 12 vừa qua tại khuôn viên công trình khoa Pháp đã diễn ra ngày hội công nghệ thông tin. Ngày hội có sự góp mặt của tập đoàn Intel và hai công ty điện máy Trần Anh và An Khang với 5 gian hàng cung cấp những kiến thức về công nghệ thông tin cho giới trẻ. Ngày hội thu hút sự có mặt của hàng nghìn sinh viên Đại học Quốc gia với những trò chơi sôi động, bốc thăm trúng thưởng và những tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện bản lĩnh và tài năng của sinh viên trường mình. Trong tháng 12 vừa qua cũng đã diễn ra một sự kiện thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia, đó chính là Winter Prom Wings of Time của khoa liên kết quốc tế. Prom được tổ chức tại trống đồng Palace 40 Hàng Cót với sự đầu tư công phu, sự chuyên nghiệp từ phía ban tổ chức và sự góp mặt của các ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như Mr. T, Yan B hay ST319. Prom năm nay của khoa liên kết thực sự là một đêm đáng nhớ đối với các bạn trẻ đấy các bạn ạ. Vào chiều chủ nhật ngày 19 tháng 1, chuỗi hoạt động nằm trong cuộc thi chung kết The X Year của khối sinh viên nhiệm vụ chiến lược đã được tổ chức tại sân vận động đa năng. Cuộc thi là sân chơi tụ hội các sinh viên đến từ nhiều trường trong khối Đại học Quốc gia với các nội dung thi đầy hấp dẫn như cắm trại, thử sức với các trò chơi tập thể và các tiết mục văn nghệ. Ở phần thi cắm trại, các nhóm lớp lấy đặc trưng một quốc gia làm chủ đề và trang trí, song song với những gian hàng thực phẩm và đồ lưu niệm. Tâm điểm của ngày hội chính là phần thi văn nghệ giữa các nhóm lớp và các cựu sinh viên nhiệm vụ chiến lược. Phần trao giải khép lại chương trình mang đầy dư âm của một ngày hội thành công, đúng như tiêu chí đặt ra là sân chơi thú vị và là nhịp cầu gắn kết sinh viên trong khối nhiệm vụ chiến lược. Anh không biết phải nói gì với em bây giờ. Anh cảm nhận được tình yêu của chúng mình chẳng còn được như trước nữa. Anh nghĩ khoảng lặng vừa qua đối với cả hai chúng ta cũng đã là quá đủ. Nếu tiếp tục sẽ chỉ làm cả hai thêm mệt mỏi. Chấm dứt ở đây thôi. Em à, mình chia tay nhau đi.
Khốn nạn! Trời ơi, anh có làm sao không? Em xin lỗi nha, vừa nãy em tát mạnh quá. Ôi dồi, em thương. Không sao, thoải mái, không sao cả.